Trong hai ngày 4 và 5 tháng 7 năm 2022, đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Cần Dụ, lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Và đại hội có Phó Bí thư phụ trách tỉnh đoàn Trần Hải Phú, Bí thư Quỹ Quỹ Cần Dụ Trương Thanh Liêm. Năm năm qua, phong trào đoàn của quyền đạt nhiều kết quả phấn khởi, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh. Các hoạt động của tổ chức đoàn tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nét vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quyền, góp phần cho sự phát triển của địa phương. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở đoàn trận động xã hội hóa tổ chức các chương trình và hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng, cho đồng xây dựng 35 căn nhà tình bạn, tình thương với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, huyện đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, đó là đội hình shipper thanh niên, phun khử khuẩn di động, cắt tóc tình nguyện, ATM oxy, hỗ trợ nhập liệu, truy vết cộng đồng, nấu ăn, mua và cấp phát đương thực thực phẩm cho người dân. Phối hợp phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hơn 38 tỷ đồng tạo điều kiện cho thanh niên mở rộng sản xuất. Trong nhiệm kỳ mới, đại hội xác định 10 chỉ tiêu cơ bản, thể hiện rõ vai trò tinh thần xung kích đi đầu của thanh niên hai công trình thanh niên gồm vận động xây dựng 25 căn nhà tình bạn, thực hiện 10 km tuyến đường thanh niên kiểu mẫu. Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ 11 gồm 13 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.